bất cứ ai cũng gặp nghịch cảnh. Có người họ lao vào đối diện với nghịch cảnh, lao động vất vả và từng ngày đẩy nghịch cảnh ra khỏi đời sống của họ. Còn có người thì họ cho rằng nghịch cảnh là thứ thật bất ngờ đến với tôi. Vì vậy, họ tìm cách uống rượu, họ tìm cách đi bar, họ tìm cách tìm một niềm vui khác để che lấp cái đống trâu mà họ đang gặp phải. Nhưng trâu vẫn đeo bám họ, chứ có bỏ họ được đâu. Vậy điều duy nhất để vượt qua nghịch cảnh là hãy ngừng phàn nàn, đứng dậy và hành động đẩy lùi nghịch cảnh.